không có gia tài gì mà để lại cho các con, chỉ có một cái mảnh ruộng. Mà cha nghe các cụ ngày xưa ông bà mình nói, nơi cái mảnh ruộng của mình có chôn một hũ vàng ở dưới đó, và các con cố gắng mà tìm kiếm chắc là sẽ được. Khi ông qua đời thì những đứa con của ông nó cố gắng nó tìm kiếm, nó cài xới đất đai rồi lên, rồi mà tìm hoài tìm không gặp. Nhưng mà có điều là do cái sự cài xới đất đai siêng năng cho nên đất nó tơi xốp, làm ruộng năm nào năm nấy cũng là trúng mùa vụ tốt tươi hết trơn, trở về không biết bao nhiêu là những cái dạ lúa, dạ gạo làm ra rồi lấy tiền mua sắm, nào là tủ lạnh, nào là tivi, nào xe cộ, rồi sắm thêm vàng nữa. Nhưng mà tìm vàng á, thì dưới đất thì không thấy, nhưng mà do cái sự siêng năng đào xới rồi vung trồng chăm bón mà được một cuộc đời sung túc, giàu có, thịnh vượng. Và quý vị thấy, nếu như những người con đó không có chăm bón, không có siêng năng làm ruộng làm rẫy thì có vàng không? Chỉ tối ngày đào xới lên thôi mà không lo chăm bón dung trồng, không lo siêng năng trong cái công việc nhà nông thì có được phát triển gia đình, có được đầy đủ mọi tiện nghi giàu có lên thêm không? Thì như vậy mình tu cũng phải giống như cái anh chàng đó, giống như những người con đó. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có cái tâm thanh tịnh giác ngộ, đều có đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Nhưng mình nghe nói có rồi á là mình về mình cứ nói tôi đầy đủ vô biên công đức rồi, đầy đủ rồi khỏi cần làm gì nữa hết, về kiếm, về dòm lại kiếm, kiếm hoài sao kiếm hoài cũng không thấy gì hết. Như vậy đó, đất tâm đầy đủ công đức nhưng phải sao gieo trồng chăm bón thì mới có để hái gặt. Thành ra giờ chúng ta phải gieo nhiều cái hạt giống thiện, hạt giống lành. Quý vị nghe pháp rồi quý vị gieo cái hạt giống trí tuệ, phải không? Quý vị làm việc công đức rồi quý vị gieo cái hạt giống từ bi bố thí, rồi quý vị thực tập nhẫn nhục, quý vị tập hoan hỷ, đó là những cái hạt giống mà quý vị gieo. Như vậy thì quý vị có gặt không? Đó, gieo hộp nào thì gặt hộp nấy, với một điều kiện chăm sóc cho thật là tốt, thật là siêng năng. Quý vị có chăm sóc siêng năng không? Nói nhỏ xíu à, như vậy chắc nhiều người làm biếng lắm. Và bữa nay phải quyết tâm từ đây trở về sau là siêng năng, phải không? Thì như vậy là mới có thu hoạch được là vô lượng vô biên công đức. Chứ mình chúc không là chỉ chúc suông ở trên miệng thôi. Và quan trọng là mình phải biết ứng dụng tu tập để mà làm sao để mà phát huy được tất cả cái công đức cũng như Phật nói. Thì như vậy đó, chúng ta tinh tấn là tinh tấn xoay trở lại nơi tâm của mình, nhìn trở lại mà tu tập. Thân của mình, tâm của mình, những hành động của mình, những lời nói của mình, luôn luôn lúc nào mình cũng kiểm tra, mình cũng quán xét, nhất là trong từng hơi thở. Mà nếu mình hằng quán xét, hằng kiểm tra, hằng tu tập như vậy thì quý vị càng ngày trí huệ của quý vị sẽ càng tăng trưởng, phát triển lên, đó là vô lượng quang, phải không? Hồi nãy vô lượng công đức, nói vô lượng quang là trí tuệ, nói vô lượng công đức là nói về phước đức. Trí huệ mình tăng trưởng lên rồi thì quý vị mới biết rằng tất cả sự vật ở thế gian, từ bản thân mình và tất cả
trời đất vũ trụ đều là giả dối vô thường, mà chúng sanh không có hiểu biết, cho nên mê lầm, tranh đấu với nhau, lường gạt lẫn nhau, mưu hại lẫn nhau, làm khổ cho nhau. Đó, bây giờ mình thấy được người ta mê lầm như vậy, rồi mình cũng thấy được cái mê lầm của mình có tỉnh phần nào rồi, thì chúng ta phải khởi cái lòng thương rộng lớn, mở cái tâm của mình rộng lớn ra, thương, mến, giúp đỡ mọi người để xóa bớt những cái khổ đau. Rồi chúng ta học theo cái hạnh của Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Là Bồ Tát nào? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Hằng ngày mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình phải nguyện mình học theo cái hạnh của Ngài, chứ không phải chỉ lại cầu cho Ngài, cầu mình lại, mình cầu Ngài độ cho mình là được mạnh khỏe, được như nguyện. Không phải. Mà mình lại Ngài, mình cầu nguyện mình học theo được cái hạnh từ bi của Ngài, mở rộng cái lòng thương ra. Mở rộng lòng thương, cái điều mà căn bản nhất, gần gũi nhất, đó là tập ăn chay nhiều lên. Phải không? Hồi xưa ăn có 6 ngày thôi, giờ tập một tháng ăn 10 ngày. Phải không? Rồi tăng thêm lên cho đến ăn chay trường, bớt cái nghiệp sát sanh, rồi tăng trưởng cái lòng từ bi. Rồi đối với những con vật hoặc là đối với người, luôn luôn dùng cái lòng thương, thân ái, giúp đỡ, bao dung, độ lượng, tha thứ cho tất cả. Mình không có chấp nhất, không có buộc ràng, không có dính mắc giống như ngày xưa. Cái gì tha thứ được là tha thứ, cái gì bỏ qua được là bỏ qua. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh đều cùng có một cái tánh biết như nhau. Quý vị thấy phải vậy không? Từ con vật, con mèo, con chó, con gà, con vịt đều có cái tánh biết như nhau. Nó cũng tham sống, nó cũng sợ chết, nó cũng biết khổ, nó cũng biết vui. Cho nên chúng ta vì thương chúng sanh mà thực tập cái hạnh từ bi, ăn chay, rồi phóng sanh. Đó là nói với con vật và con người, gần gũi nhất là ở trong gia đình của mình. Đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với anh chị em, lần lần mình tập cái tâm tha thứ, tập cái tâm là quý kính lẫn nhau. Có thương, có quý, có tha thứ được những người trong nhà, rộng ra mới tới những người hàng xóm, rộng ra mới tới bạn bè Phật tử, rộng ra hơn nữa là tới khắp tất cả chúng sanh. Mà cái tâm từ bi của mình phát triển tới cái mức tận cùng là lấy trời đất làm nhà, xem muôn loài là bà con quyến thuộc, vì tất cả chúng sanh đều cùng một cái bản tánh giác như nhau. Thì như vậy là tới cái chỗ giác ngộ thành Phật. Chúng ta tu học Phật, tập cái tâm từ bi, mà từ bi tới cái chỗ tột cùng, tức là tương ưng với cái tâm Phật, đạt tới cái chỗ cứu cánh, giác ngộ, giải thoát. Thì như vậy nói để quý vị thấy rõ được rằng mùa xuân ở bên ngoài theo thời gian nó chỉ là vô thường biến đổi. Tất cả sự vật đều phải đổi thay. Thời gian qua biến đổi hết, nhưng nghiệp của mình làm thì không có mất. Do đó chúng ta thận trọng đối với lời nói, đối với cử chỉ, đối với hành động, đối với tâm tư, ý nghĩ của mình. Tạo những việc lành, tạo những việc thiện, làm những điều hay, làm những điều tốt. Và cái quan trọng nhất là chúng ta thấy được cái vô thường biến đổi đó, tinh tấn, nỗ lực tu tập trong từng giây từng phút, không có lơi lỏng một giờ khắc nào hết,